Sáng nay mình đóng cá khô gửi về Sài Gòn. Đây là cửa hàng của mình. Hơi bề bộn chút. Đây cá thu ảo phơi khô. Cá thu, cá bớp. Đây là những khoanh cá thu một nắng. Thu đồng. Đây là khô ngưng chỉ. Hoài phiên. Đây là cái set cá khô cá nhồng, khô ngân chỉ và khô cá thu một nắng đây. Cái gói này nửa ký. Gói này cũng nửa ký. Cái này nửa ký. Còn những cái hộp này thì 200 gram. Cái vừa làm quà tặng vừa làm bán lẻ. 200 gram 3 món. Cái này có khô cá nhồng, khô ngân chỉ và 3 miếng khô cá thu một nắng.